Hi, Tiên. Giới thiệu với mọi người nhé. Buổi sáng ở đây rất chi là yên tĩnh. Và đây là mình không biết cái cây gì đây, nhưng mà nó có trái này. Đó, đây là trái của nó. I don't know name. Đây, trái của nó rất chi là dễ thương đúng không? Nhưng mà không biết ăn được hay không, nhưng mà thấy có trái đấy. Đó. Ở trên này rất chi là nhiều trái này. Còn buổi sáng. Đó, đây là những cái trái của cây này. Cái này rất là đẹp, nó có rất là nhiều trái. Đây là những cái lộc của nó này, nó đang ra lộc này. Đây, đây là cái lộc của nó. Cái lộc của nó bị xấu này nên là nó ra như thế này đây. Đó, những cái lá này màu đỏ đỏ cam cam này. Bên đây là những lá non, đây là những lá non xanh. Còn đây là có bụi hoa giấy. Bụi hoa giấy này rất đẹp nữa. Đó, chỉ là màu sắc. Ở nơi mình quay một cảnh nhưng nó sẽ không trùng đâu. Đó. Bây giờ quay sầm hơn điện thoại. Đẹp hơn, hy vọng là chất lượng nó sẽ hoạt bùi hơn. Đây là cái hoa giấy. Cái hoa giấy này thì nó sẽ... Nó đây, đây là những cái lá non và nó ra thế này. Và đến khi nó hết lá non nó sẽ ra hoa. Ở đây bông hoa giấy. Bông hoa giấy thì có rất là nhiều cảnh. Một cảnh, hai cảnh, ba cảnh. À, bông hoa giấy thường nó có ba cảnh và nó sẽ nở chung lại. Khi nó lớn nó sẽ nở ra như thế này và nó có các cái nhì, các cái gì nhì này nó sẽ nở. Đây, ví dụ, đây, nhì này đã nở vào sáng sớm này. Đó, đó, đó. Rất là đẹp đúng không? Và đi qua bên cái cây này thì cái cây này, này xem thì nó này, buổi sáng thì nó đã đâm trôi này. Nó đầy lộc rồi. Đây, đây là những cái lộc hoa đấy. Nó đâm trôi rất nhiều, được mưa nó rất tốt. Đây là những cái quả của nó, màu rất chi là đẹp, màu xanh, không biết nó có màu khác nào hay không, nhưng mình không thấy hoa. Mình đang đi tìm hoa, đây là nó tạo thành một cái hàng rào đấy. Đó, đây là một lối hàng rào của nhà người ta. Đây, đây là một cái hàng rào nhé. Đó, rất đẹp.